Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng tất cả các bác quay lại kênh Đặng Tí Neo Đô nhá. Vừa rồi bác nghe qua chất âm của bộ dàn em vừa test đây. Thì ngày hôm nay em xin giới thiệu anh em một bộ dàn bán chạy nhất thời gian vừa rồi. Một bộ dàn giá cực kỳ sốc và đang bán chạy nhất thời điểm này luôn. Thì trước khi vào video, hãy ủng hộ cho Đặng Tí dùm like nhá. Anh em thấy ca sĩ hay ủng hộ dùm like nào và đăng ký kênh em nhá. Các bác hãy vui vẻ hoan hỉ ủng hộ dùm like nào. Anh em vừa theo dõi video và hoan hỉ ủng hộ dùm like và đăng ký kênh em nhá. Thì em sẽ giới thiệu lại cho bác cái bộ dàn karaoke mà đang bán chạy nhất đây. Thì cấu hình dòng sản phẩm này nó sẽ gồm một đôi loa full bass 30 của B3 và 5 thiết bị dàn máy rất quen thuộc bên Đặng Tín. Các bác theo dõi kênh của em từ lâu chắc không lạ lẫm gì với những thiết bị dàn máy cao cấp này và em đã bán lắp đặt qua rất nhiều những bộ combo này rồi. Đây em giới thiệu lại chi tiết nhá. Đầu tiên các bác nằm đôi loa full bass 30 của B3, con này hàng nguyên hộp xốp nhá. Sử dụng bass 30 một chép kèn, con này tiếng bass rất là mềm, tiếng chép rất là sáng luôn. Dòng này đã lắp rất là nhiều rồi, hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, tất cả sản phẩm bên em 715 đây. Từ nước sơn sần nhá. Và cái dáng loa full 30 con này làm rất là đẹp, thùng cân. Đấy, một bát 30 và một chép kèn. Anh em thì bây giờ hát karaoke phải dùng loa full chép kèn hết rồi, tiếng nó mới sáng và bay được. Quá đẹp luôn. Rồi và đến 5 thiết bị dàn máy đây. Không lạ lẫm gì nữa rồi các anh nhỉ. Đúng, 5 thiết bị này chắc không còn lạ lẫm gì các bác rồi. Đấy, giới thiệu rất nhanh thôi. Đầu tiên, cấu hình này sử dụng một chiếc đẩy B3 MA2800. Một con đẩy B3 nhá, mạch CNH phiên bản màn hình cao cấp của B3 nhá. Các bác cứ để ý cho em, tất cả những bộ dàn em kết với các bác toàn bộ là những sản phẩm rất cao cấp, từ đẩy vang mic mọi thứ làm bán quá cực kỳ cao cấp luôn khi ghép vào bộ dàn. Chứ không phải ghép những dòng đẩy bãi hay đẩy vớ vẩn vào nhá. Thì công suất này 800 cây, mai sau bác ghép thêm cho em một đôi full 30 đấy thoải mái nhá. Đấy, riêng bên em ghép dép dàn bác lúc nào ghép đẩy cũng phải thừa công suất ra. Để mai sau bác trả bác nâng cấp thêm một đôi loa nữa bác đánh thoải mái. Đấy, đánh thoải mái luôn, không phải nâng cấp thêm đẩy. Con này rất là đẹp, B3 con này cực kỳ hay luôn nhá, mạch CNH bản đời mới nhá. Không thể thiếu một chiếc quản lý nguồn đâu. Dòng này không thể trong bộ dàn em không thể thiếu quản lý nguồn đâu. Được, cắm thiết điện vào đây, tắt bật đây rất an toàn. À, tiếp tục là một con vang cơ lai số quá quen thuộc bên em đúng không? B3 77 Plus. Con này đầy đủ cổng quang Bluetooth bản mới nhá. Con này êm chui và rất là ngọt luôn. Và đặc biệt em nhắc lại, con vang cơ lai số này nó có phần mềm, em chỉnh cả phần mềm. Còn bác nào muốn chỉnh tay thì chỉnh tay đây được. Đấy. Đây là một cái lý do em muốn lắp cho các con vang này, chứ không muốn lắp vang số. Vang cơ thì nó không hay rồi, riêng vang cơ thì em không lắp vào dàn vì nó không thể hay được. Con này nó phần mềm chi tiết, rất chi tiết cụ thể, nhưng rất hay có một cái chỉnh tay đây. Để cho bác làm về muốn chỉnh bass check tùy lý các bác. Chứ bây giờ lắp vang số thì nó thực sự có 99% bác không chỉnh vang số, em khẳng định luôn. Nên em muốn lắp qua vang cơ lai số để bác có thể chỉnh ở đây được. Còn em sẽ phần mềm đầy đủ cho bác. Tiếp tục, trên là một chiếc máy nâng tiếng Tamashi hàng chính hãng từ Nhật Bản. Đây là bản nâng tiếng hay nhất nha, bác lưu ý đây là bản hay nhất hiện nay rồi. Con này có đầy đủ cổng quang Bluetooth và có IC giải mã. Nên anh em đừng so sánh với dòng nâng tiếng rẻ tiền nhá, đây là bản cao nhất rồi. Và tiếp tục, trên là bộ mic Sansui 6 số tự ngắt cảm biến gia tốc, toàn bộ sản phẩm rất quen thuộc và cao cấp bên em. Em đã cung cấp các dòng sản phẩm này rất nhiều rồi. Không lạ lẫm gì kênh em Đặng Tín rồi. 5 thiết bị giải máy nhá, dàn có 5 thớt rất đẹp anh em phối ghép này. Từ đẩy, quản lý nguồn, vang, nâng tiếng vào mic, bác nhìn này. Và một combo như này rất là đẹp, và đặc biệt với combo này với mức giá quá sốc luôn. Em xin báo giá luôn. Với combo 5 thiết bị giảm máy một đôi full 30 của B3 này với em đang bán giá cực kỳ sốc. Và đang bán chạy nhất giá chỉ có 17.500.000. 17.500.000 em khẳng định các bác cứ đi tìm hiểu tất cả các cửa hàng ngoài thị trường. Các bác rất khó có thể kiếm được một nơi nào bán cho bác ghép được 5 thiết bị giảm máy cao cấp như này và một đôi loa này. Em bán chỉ có 17.500.000. Bao ship và đặc biệt lắp đặt miễn phí tại nhà luôn. Tích thân em Đặng Tín sẽ lắp các bác từ Thanh Hóa hết về nhá, trong bán kính 200 km quay đầu. Em lắp tại nhà miễn phí luôn. Còn bác làm miền Nam miền Trung thì đặt cọc cho em vài trăm nghìn thôi. Em sẽ bao ship đóng gói có bưu điện về tận nơi, sẽ lắp chuẩn hết các bác, đóng gói các bác. Còn bác nào từ Thanh Hóa hết lại muốn sử dụng bộ dàn này, đích thân em Đặng Tín sẽ đến lắp cho bác luôn, miễn phí luôn, 17.500.000. Một mức giá các em khẳng định giá quá tốt cho bác luôn.
và đích thân người thật việc thật đến lắp tại nhà quá, quá rất thoải mái luôn. Kể cả 200 km hôm nay em còn lên Yên Bái lắp quá, cực kỳ thoải mái, anh em rất thoải mái. Có thể nó nhỉnh hơn 200 km em vẫn thoải mái lắp miễn phí quá. Ok chưa? 17.500.000 lắp đặt tại nhà trong bán kính 200 km từ Thanh Hóa hất về em Hưng Yên. Đấy, còn bác nào miền Nam miền Trung thì đặt cọc cho em sẽ bao ship. Rồi và bây giờ các bác nghe lại chất âm của bộ dàn này sẽ test lại một lần nữa nhá. Chào các bác nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.